Cái gì vậy? Ai là chủ sập rau này? Tôi. Bán này lâu chưa? Lâu rồi. Mà hai anh... Chuyện gì? Hai anh có cướp thì đi ra kiếm tiệm vàng, tiệm sòn sòn, kim cương rồi cướp. Tôi bán rau có tiền đâu mà cướp. Bộ, mày nhìn mặt tụi tao giống cướp lắm hả? Hả? Dừng tay. Dạ chị, tụi em sắp mua được rồi. Tụi bay đi mua rau hay làm màu vậy? Hù người ta xanh mặt rồi kìa. Dạ chị có sao? Đúng rồi chị, tự nhiên hai ảnh vô làm quá trời quá đất, mặt em xanh như bó rau luôn rồi nè. Cậu có bao nhiêu giá thì bán hết cho tôi đi. Tôi đang ho nên cần bài thuốc từ giá. Nhờ mấy đứa này đi mua mà lâu quá trời. Mà khoan. Mà chị. Khoan cái gì? Nhiều đó tiền chết hả? Không có. Nè chị em... Cái này em có bịch giá này em định để dành ăn á. Nhưng mà thôi thấy chị ho quá em cho chị luôn á. Giá thì xấu quá, cộng thì ốm nhơm ốm nhách. Mày định bán đồ phế phẩm cho chị tao ăn hả? Biết chị tao lại không? À. Trời ơi, mấy cái giá này là anh đừng nhìn vậy mà anh chơi nó. Giá này là giá sạch, giá organic đó. Người bệnh mà ăn vô là đúng bài luôn đó. Đưa đây. Tao chủ hay mày chủ? Tôi cảm ơn anh nha. Dạ, không có gì đâu. Vì mai mốt có gì chị quay lại chị ủng hộ em là được rồi. Mà chị chờ một xíu, để em vô em thói tiền cho chị đưa vô quá trời. Thôi khỏi đi, cậu cứ giữ hết đi. Nếu mà giá ngon giống như những gì mà cậu nói thì chúng ta sẽ gặp nhau dài dài. Yeah. Không hiểu gì luôn. Ôi, đây nè, đây chính là tiệm rau lạ lắm đó mọi người. Là cái nơi mà hả Tilo ký kết một cái buổi cung cấp rau sạch đó. Đây, Tilo nè, đó, một vị CEO rau sạch mới nổi đó. Đó, thấy cái bọc giá đó không? Cái bọc giá đó là cái bọc giá sạch và đầy đủ chất dinh dưỡng đó. Cái bọc giá đó cứu được đó, hả một vị giám đốc một siêu thị lớn khỏi bệnh luôn. Vô phanh lúc của tụi em đi mọi người ơi, đi được giảm giá 50% nha. Vô đi. Cái gì mà giá lâu lĩu quá vậy? Cái gì lộ lĩu vậy đâu? Tilo đẹp chặt, Tilo đẹp chặt, Tilo đẹp chặt, Tilo đẹp trai. Đẹp trai rồi. Mấy đứa có mua gạo cho anh không? Ôi, mua đi trời. Đúng ơi. Đúng vậy. Đúng rồi đó, cái đó ngon lắm mấy đứa. Đúng rồi. Ô, anh trai, đổ nước kìa. Đổ hết sao uống? Ôi ôi, thấy không? Tilo vừa đẹp trai vừa tốt bụng mà biết quan tâm người khác nữa. 10 điểm. Nhỏ. Mấy đứa khen hoài. Lấy gạo đi mấy đứa. Đứng im. Anh đã bị bắt. Là sao? Tôi bị bắt là sao? Anh bị nghi ngờ về buôn bán rau sử dụng lượng thuốc rầy vượt quá mức cho phép, gây nguy hiểm đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bây giờ mời anh lên phường. Tôi không có. Rau tôi là rau sạch mà. Sao có chuyện đó được? Rất là nhiều người đã tố cáo anh rồi. Và họ còn đưa cho tôi mẫu rau mà đã mua được từ anh nữa. Bây giờ mời anh lên phường để hợp tác điều tra. Được. Tôi sẽ hợp tác. Rau mình bị vậy ta? Rau mình trồng sạch, không phun thuốc gì hết trơn mà thì tự nhiên đem đi tịch thu hết rau của mình. Để vậy rồi cũng nói mình phun thuốc trừ sâu gì người ta ăn vô nhập viện ngộ độc. Điều kiện mình nữa chứ. Trời ơi, khói. Rồi đây. Nè, hả? CEO giỡn nè. Cái gì bơm thuốc vô mấy cây rau này xong cho người ta ăn mày coi đó, độc ác không? Mọi người sao vậy? Nghe tôi nói cái đã. Trời nó đi, trời cho bỏ tức. Làm mấy bữa nay mình cổ vũ cho nó. Ừ. Ghê. Anh cứ được. Ban đầu còn có gì em gái ruột ơi, mua rau ăn đi. Trời ơi, xong rồi hả bây giờ bơm thuốc đầy rau đó xong bắt em gái ruột ăn.
Vậy là đủ em cái ruột chưa? Lần này là tao cảnh cáo mày nghe mày. Lần sau là tao ký đầu mày đó. Đây. Ôi, đau quá. Gì đây? Cuộc thi rau sạch cấp tỉnh. Có cách cứu tiền rau mình rồi. Kính thưa quý ông, quý bà, quý anh, quý chị, sau nhiều đợt tiếp nhận cả hàng ngàn sản phẩm rau sạch của các nơi đổ về thì hôm nay chúng tôi chọn ra được hai sản phẩm của hai nhà cung cấp rau sạch nhất và tốt nhất. Đây là chân dung của hai nhà cung cấp rau. Đúng rồi, cái đó ngon lắm mấy đứa. Đúng rồi. Ồ, anh trai, đổ nước kìa. Đổ hết sao uống. Thì ra là anh ta. Tôi là trưởng phòng văn hóa. Tôi là người ăn rau nhiều nhất tỉnh này. Hôm nay tôi được phép chấm dự thi vòng chung kết trận này. Vòng 1 cuộc thi, rau ai giòn hơn, rau ai ngọt hơn, dựa theo tiêu chí như sau: rau được trồng từ trong đất, dựa vào dinh dưỡng và phân bón sẽ cho ra cây rau có độ giòn và ngọt tự nhiên. Hôm nay cả hai đội cùng thi với nhau là cây cải thìa. Cải của đội nào có độ giòn và ngọt nhiều hơn, đội đó sẽ thắng. Cuộc thi vòng 1 bắt đầu. Bỏ đường vô ngọt ngọt, tôi thua gì cũng thua. Rau của Ti Lô có độ giòn và ngọt tự nhiên, 9 điểm. Rau của tôi được trồng từ phân hữu cơ mà, không giòn, không ngọt sao được. 30 chưa phải là Tết đâu. Rau này ngon, ngọt, giòn. Nhưng mà cái vị ngọt này nó vượt xa ngoài mong đợi như vậy. Wow! Không giấu gì giám khảo, tôi đã sử dụng công thức gia truyền từ tổ tiên tôi để lại. Và cộng thêm tôi phải trò chuyện với rau hàng đêm, thậm chí là hát cho rau nghe. Rau vui thì rau mới giòn và ngọt được. Em trồng vàng rau trước cửa nhà em. Em vừa đi bác. Dựa theo tiêu chí cuộc thi lần này thì đội của anh Phương thắng. Yeah. Đọc. Mừng nha. Vòng thi thứ hai, rau ai sạch hơn. Để đáp ứng đúng tiêu chí rau ngon thì ngoài ra rau tại nhà vườn cũng phải đáp ứng đúng tiêu chí rau sạch. Hôm nay để cho người dân yên tâm khi mua rau về ăn, chúng tôi sẽ sử dụng sâu để đo độ sạch của rau. Nếu sâu ăn rau của đội nào nhiều hơn thì đội đó sẽ chiến thắng. Mời mọi người về chỗ. Cuộc thi thứ hai bắt đầu. Alo, sâu về chưa? Chưa đó hả? Trời ơi, kiểu này chết tôi rồi. Lẹ lên gấp nha. Dù sao á, thì mình cũng thi qua vòng 1 rồi. Bây giờ chúng ta tạm giải lao nha. Chắc chắn rau tôi sẽ thắng. Vì rau của tôi là rau sạch mà. Chưa chắc đâu chú em. Ê. Trời nóng quá, phải đậy lại không thôi rau nó héo hết.
Thưa giám khảo, tôi có kiện cáo. Kiện kiểu gì? Anh Tuy Lô đây, rau của anh ta nhiễm rất nhiều thuốc trừ sâu, người dân ăn vào bị đau bụng rất nhiều. Nếu như cuộc thi này anh Tuy Lô thắng thì đó là nỗi u nhục của tỉnh mình. Vụ này có thiệt không hả? Đây là bằng chứng. Tuy Lô bị oan. Đây, bà xem đi. Đây là bằng chứng. Anh Phương đi qua quầy của Tuy Lô để xịt thuốc rầy. Tại sao? Tại sao cô có cái này? Anh không ngờ ở đó có camera hả? Anh chàng Tuy Lô này đã giúp mình khỏi bệnh. Mình tin anh ấy đã bị oan. Hành vi của anh đã được quay lại rồi đó. Nhưng mà tôi... Anh bị tố cáo với hành vi vu khống và hãm hại người khác. Bây giờ mời anh lên phường. Cảm ơn chị. Không có gì đâu. Anh từng tặng giá sạch cho tôi mà. Cho nên mấy chuyện bất bình vậy tôi không thể đứng yên được. Theo thể lệ thì cuộc thi vẫn phải tiếp tục. Mời mọi người về chỗ. Sâu nó ăn rau nhiều quá rồi nè. Trời ơi, đây là loại rau mà chúng ta đang cần nè. Đây, chúc mừng. Chúc mừng anh Tuy Lô, chúc mừng anh đã lấy lời danh hiệu CEO bán rau nổi tiếng. Tuy Lô, em xin lỗi nha, nãy em ném giấy vô người anh đó. Thôi, chuyện cũ mình bỏ qua nha. Cũng nhờ hai đứa ném rau vô sầm rau của anh đó mà anh biết được thông tin chương trình này để anh tham gia. Anh cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Vậy là Tuy Lô có thể tiếp tục làm CEO của tiệm rau Lạ Lắm rồi ha? Dạ không chứ, chắc em quay về làm là chủ tiệm rau bình thường thôi. Chứ làm CEO em áp lực quá. Vậy thì tôi đây thương lạ lùng vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tiệm rau Lạ Lắm.